hello, xin chào anh em. Rất vui khi được gặp lại anh em trong một số mới của DeFi Use. Thì trong cái số lần này thì mình giới thiệu với anh em một cái sản phẩm cho phép anh em có thể vừa vọc vạch được những cái dự án của thị trường DeFi và vừa có cơ hội nhận về những cái giải thưởng nó nhỏ thôi nhưng mà rất là hấp dẫn. Đồng thời thì cái platform này nó cũng mang về cho anh em một cái cơ hội nhận về retroactive. Cái cơ hội đó là gì thì anh em hãy đón xem đến cuối video nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với bước đầu tiên. Rồi, ok, thì đây là cái giao diện của Rabbit Hole ha. Thì cái sản phẩm hôm nay mình giới thiệu là một cái platform mà anh em có thể vọc vạch và tìm hiểu về các dự án DeFi. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là những cái tab đó là Quest, Skill và Projects. Thì mỗi đợt định kỳ thì Rabbit Hole họ sẽ cung cấp những cái quest như thế này, hiểu nôm na nó sẽ là những cái task để anh em thực hiện và nhận về những cái giải thưởng. Thì cái task gần nhất đó là của AV ở trên nền tảng của Polygon. Chúng ta bấm vào đây nhé. Rồi thì để hoàn thành được cái task này á thì trước tiên anh em sẽ phải có được cái Pride ID này. Thì cái Pride ID này anh em sẽ phải connect cái ứng dụng Pride ID với lại nền tảng của Rabbit Hole. Thì cái cách để verify tài khoản Pride ID á thì chắc là anh em sẽ phải theo dõi ở trong một cái bài hướng dẫn mà mình sẽ để link ở dưới phần description ha. Vì thời gian của video thì mình không thể đi sâu và trực tiếp cái việc xác thực tài khoản của Pride ID. Thì một cái mẹo nhỏ cho anh em đó là để mà được xác thực Pride ID nhanh á thì anh em có thể xem một cái lịch call với team của họ á, thì họ sẽ yêu cầu mình phải join một cái call với họ để họ xác thực xem là đúng là cái tài khoản này là của bạn hay không. Và một cái nữa là nó cũng giúp giảm thiểu cái vấn đề mà tài khoản người ta cheat. Thì khi mà thực hiện xong cái Pride ID này thì anh em có thể bắt đầu back về làm những cái task ở bên Rabbit Hole ha. Rồi sau khi mà thực hiện xong cái xác thực Pride ID này á thì anh em sẽ làm hai cái task mà dự án họ yêu cầu. Thì với cái trường hợp của AV á thì sẽ có hai cái task ở dưới đây. Một là anh em sẽ phải supply asset trên AVV2 của Polygon. Cái này là mình đã thực hiện cái task rồi ha. Thì cái này là mình quay lại sau khi mà đã thực hiện cái quest này. Khi mà chưa thực hiện á thì nó sẽ có một cái start, new start task ở đây. Thì trong những đợt quest lần sau thì anh em có thể chờ và theo dõi để có thể có được cái cơ hội test được những cái quest này ha. Thì mình cứ bấm start cái task ở đây rồi sau đó mình thực hiện cái nhiệm vụ mà họ yêu cầu thôi. Ở đây là supply asset trên AVV2. Rồi thì back về, khi mà bạn hoàn thành xong cái task đó thì bạn bấm redeem. Rồi bạn chuyển sang cái task tiếp theo. Ví dụ như cái task tiếp theo là task borrow. Rồi thì ở đây mình cũng đã redeem rồi ha. Thì rất là tiếc là mình không kịp quay lại cái video mà cái lúc mà mình thực hiện cái task này. Chắc là hẹn anh em ở một cái đợt quest lần sau ha. Thì cái này xong xuôi hết rồi á thì anh em bấm redeem, là redeem hai cái task này ở dưới và redeem thêm một lần nữa ở trên này. Thì ở đây họ báo về là complete và đang xử lý cái phần thưởng reward của mình. Còn 3 ngày nữa mới hết cái chương trình này, nhưng mà hiện tại thì cái slot nó đã hết rồi. Mình nhớ không nhầm thì ở đây nó có khoảng 2.000 slot á, mà chưa hết chương trình mà nó đã hết slot rồi. Thì anh em biết là nó hot cỡ nào ha. Rồi thì đó là sơ nét về cái cách mà anh em sẽ thực hiện task. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái phần reward ha. Reward thì ở đây cái task này á họ sẽ cho anh em 0.05 AV. Thì khi mà kết thúc cái chương trình này thì họ sẽ trả thẳng AV về ví của anh em luôn. Một cái thứ hai á đó là cái NFT. Đây thì anh em có thể bấm view on OpenSea nha.
Đây là cái mà NFT mà họ sẽ trả về. Thì hồi trước mình có làm một cái quest liên quan đến The Graph á, thì họ cũng trả về mình một cái NFT như thế này. Thì giá hiện tại nó đâu khoảng 4 đến 5 đô một cái. Khi mà bạn mới nhận cái NFT này á, thì giá nó đâu đó khoảng 40 đô. Thì bạn sẽ có hai option, một là bán trực tiếp nó ở trên OpenSea luôn, hai là bạn sẽ giữ như mình. Thì lý do tại sao mà mình giữ á, thì chắc là mình sẽ giải thích ở trong phần tiếp theo, đó là cơ hội nhận retroactive ha. Thì lý do vì sao mà mình muốn giữ cái NFT này á, thì anh em có thể thấy là vào khoảng tháng 6 Rabbit Hole họ thông báo là họ vừa huy động thành công 3,6 triệu cho hoạt động phát triển sản phẩm ha. 3,6 triệu cho vòng seed round. Thì Rabbit Hole hiện tại họ chưa có token. Và việc mà anh em test cái sản phẩm của Rabbit Hole sớm á, thì có thể nhận được cơ hội, đó là anh em có thể nhận được retroactive. Thì một trong những lý do mà tại sao mình giữ lại cái NFT này á, vì có thể trong tương lai khi mà họ thực hiện chương trình retroactive á, thì biết đâu đó họ sẽ yêu cầu anh em reclaim lại những cái NFT này và nhận về cơ hội nhận retro của cái token mà họ họ tặng thưởng cho những người thử nghiệm sản phẩm từ thời gian đầu. Thì cái này là góc nhìn cá nhân của mình thôi ha. Thì cái này là cơ hội mà mình muốn chia sẻ. Thì anh em nào quan tâm thì có thể vào trang web của Rabbit Hole, mình sẽ để link ở phía bên dưới ha. Và anh em thực hiện những cái task nãy giờ mình có nói, thì chúng ta sẽ có, một là vừa nó sẽ có ba cái lợi ha anh em ha. Một là anh em sẽ vừa tìm hiểu về sản phẩm của DeFi. Thứ hai nữa là nó có một cái reward nhỏ nhỏ, tầm 20-50 đô gì đó. Thì nó cũng là một cái động lực để anh em tìm tòi và học hỏi các sản phẩm trong thị trường DeFi. Và cuối cùng là một cái cơ hội để anh em nhận được retro trong tương lai ha. Thì chắc là mình sẽ kết thúc cái video lần này ở đây. Thì hy vọng là video lần này sẽ hữu ích cho anh em. Nếu như mà video lần này hấp dẫn và mang lại nhiều giá trị cho anh em, thì anh em có thể cho mình một nút like cũng như là subscribe cho kênh YouTube của Coin Số 8. Hẹn gặp lại anh em ở những số DeFi News lần sau ha. Ok, thank you anh em.